Chào bạn Hiếu, trong cái chủ đề chia sẻ ngày hôm nay thì Thắng ơi nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn đang làm trong lĩnh vực bất động sản, băn khoăn rằng là theo những cái nhận định trước đây của Thắng thì thị trường bất động sản từ những cái phân khúc cao cấp tới những cái phân khúc gọi là thấp cấp và những phân khúc phân lô bán nền không có pháp lý trong thời gian vừa qua thì bắt đầu có cái việc mà thị trường có những cái dấu hiệu xấu đi. Kể từ cuối năm 2017, đầu 2018 thì đến ngày hôm nay thì đã trải qua khoảng gần hơn 2 năm dịch chuyển của thị trường bất động sản. Nhưng tại vì lý do gì mà trong cái khoảng thời gian thị trường có những cái dấu hiệu là không được tích cực lắm, xấu đi như vậy thì vẫn có một số khu vực, vẫn có một số nơi, vẫn có một số cái thành phố thì giá bất động sản vẫn tăng. Và cái việc tăng đó thì nó đem lại cái hữu ích cho những cái nhóm, những cái tổ chức đầu cơ và để lại những cái hậu quả khá là không tích cực lắm cho những cái vùng đất mà cái cơn càn quét của giới đầu cơ bất động sản đi qua. Thì lý do tại sao nó lại như vậy, nó không gọi là suy giảm đồng loạt trên toàn thị trường trong suốt 2 năm vừa qua mà chúng ta lại thấy rằng có đâu đó những nơi nó vẫn tăng giá, nó có nguyên nhân của nó. Vậy nguyên nhân như là như thế nào thì Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trước khi nói với anh chị và các bạn về cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin được sẽ chia với anh chị và các bạn rằng là đây là góc nhìn cá nhân của Thắng cũng như nhóm Thắng ơi TV mong đem lại những cái thông tin hữu ích cho anh chị và các bạn có quyết định đầu tư tốt hơn. Không lằng nhằng nữa thì Thắng đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Là bởi vì cách đây 10 năm trước á, thì thị trường bất động sản của chúng ta thì khi mà gặp một cái số những cái vấn đề thì nó suy giảm và nó đồng loạt suy giảm ở hầu hết các phân khúc cũng như toàn bộ thị trường thì gặp đóng băng và gây ra cái tình trạng là giảm giá kéo dài và giảm sâu rất là nặng. 2 năm vừa qua, kể từ cuối năm 2017 đã có những cái dấu hiệu ở một số cái phân khúc cao cấp đã chứng lại về số lượng giao dịch cũng như là thị trường cũng có những cái dấu hiệu sớm của việc là thị trường bất động sản không tiếp tục cái đà tăng giá nữa và chứng lại thậm chí là mức tăng giá thì có khuynh hướng là không hề tăng nữa. Anh chị và các bạn trong giới thì vẫn đưa ra những cái lập luận theo kiểu là ở vùng đất này, chỗ kia, nơi này, chỗ khác vẫn tăng giá. Thưa anh chị và các bạn, những dấu hiệu sớm thì là những con chim báo bão đầu đàn, báo hiệu với anh chị và các bạn về một cái xu hướng của thị trường sẽ không còn tăng sốc nữa, sẽ không còn có cảnh là sáng là 1 tí, chiều 1 tí 2 nữa. Sẽ không còn có cái cảnh sau 1 tháng thì lợi đến 20 đến 15 đến 20% giống như cái cảnh 2016, 2017, 2015, 16, 17. Cuối năm 2017 thì phân khúc cao cấp có cái giá từ 5, 7 đến 10 tỷ thì bắt đầu có những cái dấu hiệu như vậy. Những dấu hiệu đó đã là cái thông tin báo cho chúng tôi biết và chúng tôi đã đưa ra những cái nhận định, những cái chia sẻ với quý anh chị và các bạn ở nửa cuối năm 2018 khi mà những cái tín hiệu rõ nét hơn ở một số cái phân khúc gọi là trung bình hơn có những cái tín hiệu là số lượng giao dịch giảm dần và thị trường có dấu hiệu chứng lại. Tuy vậy, vẫn là một cái câu chuyện là nguyên cớ từ đâu mà nhiều vùng đất, nhiều nơi những phát súng gọi là ví dụ như Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong hay là thành phố Đà Nẵng hay là đất đai ở một số cái khu vực riêng lẻ của khu đông Sài Gòn hay là đất Nhân Trạch hay rất nhiều các phân khúc khác hay các sản phẩm bất động sản khác vẫn có một số nơi giá vẫn tăng và tiêu biểu nhất là ở Đà Nẵng vẫn tăng, vẫn có cái khuynh hướng dịch chuyển tăng tốt trong cái giai đoạn mà khó khăn nó trải dài từ bắt đầu từ cuối năm 2017 đầu 2018. Điểm bắt đầu của cái sự việc này nó phải thấy được rằng là cái sự khác biệt trong cái quá trình tăng giá trước đó của giai đoạn 10 năm trước cùng đồng loạt tăng tăng rất nóng và cái phần trăm tăng là rất lớn. Có khi tăng tới 4 năm 6 lần so với cái giai đoạn 2005, 2008, 2009 là những năm mà giá bất động sản tăng rất mạnh và nó
thấy được trong cái video trước đó chúng tôi mới nói với anh chị và các bạn về cái tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới gần 50%, thì rõ ràng cái luồng tiền từ ngành ngân hàng đẩy vào thị trường, vào kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng là siêu lớn, tăng trưởng 50% anh chị và các bạn, rất lớn. Còn năm nay thì cũng vẫn là cái câu chuyện của tăng trưởng tín dụng, cũng vẫn là câu chuyện của dòng tiền, và cũng vẫn là cái kinh nghiệm học hỏi được từ trước đó của thị trường, thì các nhà tạo lập nói riêng cũng như là ngân hàng nhà nước rồi các cơ quan có liên quan thì họ đã sợ cái câu chuyện của 10 năm trước nên đã có sự kìm hãm nhất định. Do đó thì dòng tiền của tăng trưởng tín dụng như video trước đã nói với anh chị và các bạn là nó vừa phải, nó ít thôi, và nó ở cái tỷ lệ trong những năm 2016, 2017, 15, 16, 17 tốc độ tăng trưởng tín dụng mức maximum cao nhất nó chỉ lên tới gần 18% thôi. Nó có bằng một nửa, chưa bằng một nửa so với giai đoạn trước đó, lên tới gần 50% tăng trưởng tín dụng. Thì cái dòng tiền thực sự khi bị kìm hãm, tôi coi dòng tiền vào thị trường bất động sản nói riêng và các thị trường đầu tư khác nói chung nó như một con quỷ. Khi một con quỷ mà nó vùng vẫy, nó cấu xé, nó đi săn đón các cái sản phẩm bất động sản, nó đi đến hết các cái thị trường và nó đưa cho hầu khắp tất cả, và dòng tiền lớn con quỷ này sức mạnh cao đi tràn qua tất cả các sản phẩm bất động sản và đẩy tất cả các sản phẩm bất động sản trong nền kinh tế tăng giống 10 năm trước, thì rõ ràng khi nó no nê rồi thì nó sẽ rút êm, rút đẹp, những dòng tiền thông minh sẽ rút ra trước, gây ra những cơn hoảng loạn sau đó, và cái gì đã đến với thị trường bất động sản của 10 năm trước thì con quỷ đó là con quỷ được ăn no, con quỷ dòng tiền đó là con quỷ được no bụng ở nhiều phân khúc và thỏa mãn được những cái nhu cầu về lợi nhuận của con quỷ đó. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao và nó có gì khác biệt so với 10 năm trước, và để làm rõ và giải thích rõ hơn với anh chị và các bạn thì xin phép được Thắng ơi được quảng cáo giới thiệu với anh chị và các bạn về một cái sản phẩm về nón của anh Thắng ơi, rồi sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn ở phần cuối video này. Anh chị và các bạn thân mến, Thắng ơi xin được làm cái cầu nối, là cái người đặt lịch hẹn cho bạn Hữu Bốn Phương. Tại sao Thắng ơi lại có những cái suy nghĩ như vậy? Là bởi vì ngoài cái việc chia sẻ kiến thức tài chính, kinh doanh và đầu tư tới anh chị và các bạn trong suốt cả một cái chặng đường dài gần 3 năm gần đây, thì Thắng ơi cũng mong mục đích là đa dạng các cái nguồn thông tin để các anh chị và các bạn có thêm một cái nguồn thông tin tham khảo từ cái cộng đồng Thắng ơi TV, thương hiệu là JOTV. Ngày ngày một có những cái quyết định tốt hơn trong công việc, thì Thắng ơi luôn mong muốn là cái cầu nối giữa bạn Hữu với nhau để giúp ích bạn Hữu nhiều hơn trong cái việc là mở rộng cái mối quan hệ, học hỏi thêm lẫn nhau và phần nào tạo nên các cái mối quan hệ thân tình giữa bạn Hữu cùng cái đam mê là tài chính, đầu tư và kinh doanh. Thắng ơi đã là cái cầu nối trực tiếp kết nối nhiều bạn Hữu trong cái cuộc sống đời thực ở ngoài kia, lại gần nhau hơn và có những cái mối quan hệ mới cũng như đem lại được nhiều cái giá trị cộng hưởng. Thì cũng từ cái việc mà là người trung gian, là cái người kết nối tạo nên những cái giá trị cộng hưởng trong thực tế, thì Thắng đã đưa ra một cái ý tưởng, đó là sẽ mong muốn anh chị và các bạn cùng với Thắng tạo nên một cái cộng đồng cùng nhau xây dựng, và Thắng mong muốn rằng là sẽ là cái người, là cái cầu để kết nối bạn Hữu, không chỉ là phải có sự xuất hiện của Thắng mới có thể có những cái cuộc hẹn, mà bạn Hiếu ở khắp mọi miền Tổ quốc đều có thể dễ dàng để biết và nhận ra nhau trong cái cuộc sống hàng ngày, bằng việc nếu như gặp một ai đó ngồi quán cà phê hay bất kỳ một chỗ nào có đợi và cái nón Thắng ơi TV, thì chính là những người cùng chung một cái đam mê, hoặc là thấy một cái hình ảnh trên Facebook hay là một chỗ nào đó trên cộng đồng mạng mà có đeo cái nón Thắng ơi TV, thì chúng ta sẽ biết rằng đó là những người cùng đam mê với mình. Và cũng mong mỏi rằng là việc Thắng ơi xin được làm cái cầu nối kết nối bạn Hữu thì sẽ là điều đem lại cái hữu ích cho anh chị và các bạn, thay vì rất nhiều anh chị và các bạn muốn tìm thêm, muốn kết thêm và muốn nối thêm những cái cầu nối trong cuộc sống, thì đôi khi đôi lúc phải tham gia những cái khóa học hoặc là tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng để có thể kết thêm được những người bạn. Thì
Thắng ơi, chị mong là được làm những cái cầu nối như vậy giúp anh chị và các bạn có thêm được một trong những cái nguồn để cùng nhau gọi là xích lại với nhau hơn. Thì Thắng có sản xuất ra bốn cái mẫu nón để anh chị và các bạn cùng xem và ủng hộ Thắng trong cái việc đó là mua một cái nón như thế này, đặt một cái nón như thế này, có cái thương hiệu TOTV màu trắng và chữ màu chữ trắng và cái viền màu xanh như thế này, rất là đẹp anh chị và các bạn. Hoặc là một cái nón mà cũng màu trắng nhưng mà chữ thì màu xanh đậm hơn, không có cái viền. Đây anh chị và các bạn nhìn đây, khá là đẹp luôn anh chị và các bạn. Và hoặc là cái chữ đỏ như anh chị và các bạn đang nhìn thấy, hoặc là cái chữ đỏ như thế này. Đây là một cái nón mà chữ đỏ, đây anh chị và các bạn nhìn thấy nó khá là đẹp luôn anh chị và các bạn. Đây đó, hy vọng rằng là anh chị sẽ đặt là cái nón này để chúng ta cùng nhau là gọi là xếp những cái viên gạch đầu tiên để xây nên một cái cộng đồng kinh doanh làm giàu, hoặc là đầu tư chứng khoán bất động sản gì đó. Thì anh chị và các bạn đặt sách tại cái đường link bên góc này anh chị và các bạn, hoặc là chúng tôi sẽ để cái dòng chữ, cái đường link ở dưới này có một cái dòng chữ anh chị gõ trên mạng đúng theo cái chữ đó là nó như thế này, bit.ly. Đây anh chị và các bạn, đây cái dòng chữ nó tương tự như thế này, bit.ly đặt nón Thắng ơi, bit.ly đây, bit.ly sượt đặt đăng ký nón Thắng ơi, sau đây anh chị các bạn bit.ly sượt đăng ký nón Thắng ơi, thì vào đó anh chị sẽ bạn đăng ký màu nào như thế nào và để lại thông tin để chúng tôi có thể gửi tới anh chị các bạn những cái nón như thế này. Đó anh chị các bạn nhìn đi, đây là phía sau nón rồi. Ok anh chị các bạn, chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn, hy vọng là anh chị và các bạn sẽ ủng hộ Thắng ơi. Thì thưa với anh chị và các bạn là khi cái con quỷ dòng tiền nó bị kìm hãm, nó bị xiềng xích của cơ chế cũng như là những cái vấn đề về gọi là cái gì á, nó gọi là những cái mà nhà nước cũng như là cái việc mà hoàn thiện cái cơ chế pháp lý liên quan đến cái việc tác động bằng các cái mệnh lệnh hành chính lên một số cái khu vực, một số cái nơi tăng nóng mà hạn chế cái việc là thổi giá một cách quá mức, rồi cái việc kiềm chế cái tín dụng vào bất động sản cũng như là đưa ra những cái mệnh lệnh hành chính liên quan tới cái tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn ở các ngân hàng, nó là cái nguồn cơn kìm lại cái dòng tiền từ các ngân hàng chảy vào thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nó không giống như những giai đoạn 10 năm trước, và cái con quỹ dòng tiền này nó không được thỏa mãn hết cái nhu cầu của nó. Do đó thì nó sẽ phân mảnh. Phân mảnh ở đây có nghĩa là cái dòng tiền nó sẽ chạy gọi là riêng biệt đến từng phân khúc và từng khu vực khác nhau. Rõ ràng cái dòng tiền ở ngân hàng không giống như những giai đoạn trước, đó là khi mà tăng trưởng tín dụng quá mức dẫn đến câu chuyện dòng tiền đấy quá mạnh vào nền kinh tế nói chung và đẩy vào thị trường bất động sản chứng khoán nói riêng, thì nó gây ra những hệ lụy về chứng khoán và bất động sản thì không nói lại với anh chị và các bạn đã biết rồi, 10 năm trước đã biết rồi. Nhưng ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta thấy là các ngân hàng ngoài những cái vấn đề liên quan đến tài chính được hỗ trợ của các quỹ đầu tư nước ngoài mua cổ phần nói riêng, thì cái việc tăng trưởng tín dụng, tức là cái dòng tiền được đẩy vào thị trường ở một cái mức hạn hữu, được kiềm chế, và cái con quỷ dòng tiền này nó bị kìm hãm một cách quá mức. Khi nó ăn chưa no, nó chưa thỏa mãn cái tiêu chí lợi nhuận của nó đến từng cái vùng đất, từng phân khúc bất động sản, thì nó sẽ biến tướng và tìm các cái giải pháp để dòng tiền vẫn tiếp tục lăn tỏa và chảy trong nền kinh tế, chảy trong nền kinh tế nói chung và chảy trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản nói riêng. Và những nơi nào mà gọi là blue chip, những nơi nào gọi là những cái sản phẩm đắt tiền hoặc là có nhiều kinh nghiệm, nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản có nhiều kinh nghiệm như ở một số thành phố lớn, thì nó được coi là những người lớn, những người già và nhiều kinh nghiệm, thì con quỹ dòng tiền này nó không thể thổi giá được nữa, bởi vì nơi đó đã tăng giá trước đó cộng với việc là người ta nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy thì nó sẽ tìm những nơi nào là có trẻ con, nơi nào có trẻ sơ sinh, là nói nôm na đó là những cái vùng đất mới, những cái vùng đất xa, ví dụ như những cái vùng đất ở khu vực ví dụ như là Bà Rịa Vũng Tàu, ví dụ như là Vũng Tàu, ví dụ như là Bình Phước, Bình Thuận,
ở ngoài Bình Thuận, hoặc là lên các cái vùng Tây Nguyên, hoặc xuống các cái vùng miền Tây, hoặc cái dòng tiền có thể chảy vào những cái vùng lân cận của Đà Nẵng hoặc là lân cận của thành phố Hà Nội. Đó là những chỗ mà những cái được gọi là baby, tức là những chỗ mà người ta những người dân dân địa phương còn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và dễ dàng bị những cái lời mời chào cũng như là dễ dàng bị các cái tổ chức tạo lập thị trường đầu cơ thổi giá bất động sản, họ họ đi sâu vào và họ dì tai về những cái dự án mới, họ dì tai về những cái con đường mới, họ nói và vẽ ra những cái kịch bản siêu đẹp, siêu to và siêu khổng lồ để cho những người địa phương gần như là mầu nhiệm về cái câu chuyện giá đất chỉ có tăng. Do đó thì cuối cùng khi họ đầu cơ tích trữ và rút đẹp thì nó để lại những cái thảm cảnh, những cái hậu họa mà khôn lường cho dân địa phương khi mà bỏ công việc chỉ xoay quanh với đất đai và gây ra những cái hậu quả mà chính quyền địa phương sau này phải giải quyết. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân cốt lõi dẫn đến câu chuyện bất động sản giai đoạn 2017, 18, 19, cuối 2017, tức là nói gói gọn trong 2 năm 18, 19, ngày hôm nay đã là trung tuần tháng 11 rồi, tức là gần 2 năm bất động sản có những cái dấu hiệu suy yếu, và cái việc phân mảnh đó là cái nó nguyên nhân đến từ cái dòng tiền nó bị kìm kẹp càng còn có dòng tiền không bị chảy hết ra nền kinh tế mà vẫn đang nằm đâu đó trong những cái tổ chức đầu gọi là đầu cơ hoặc là của ngân hàng, vẫn không bị kẹt cái dòng tiền, vẫn có đủ dư địa để có thể mở vay cho một số cái dự án không giống như giai đoạn 10 năm trước. Do đó thì nó dẫn đến những cái việc là cục bộ ở một số nơi, thị trường chung thì vẫn là được coi là xấu, nhưng thị trường riêng lẻ ở một số khu vực, một số nơi thì vẫn tăng nóng, vẫn tăng tốt, vẫn tạo ra những cái biên lợi nhuận cho những cái nhà đầu cơ chạy theo những cái gọi là đánh bắt xa bờ. Và cái chuyện đánh bắt xa bờ đó thì không ai muốn, nhưng xã hội thì nó vẫn tồn tại. Những cái thương vụ lướt sóng ngắn hạn đầu cơ thì đem lại rất nhiều những hiệu quả, những cái hữu ích cho những giới gọi là thạo trong lĩnh vực bất động sản, những doanh nghiệp thạo trong lĩnh vực bất động sản, nhưng cái trò đó, cái cách làm đó nó gây ra những cái hậu họa khôn lường cho dân địa phương. Và người dân địa phương thì từ là những người làm nông nghiệp thấy giá đất đai tăng lên cao quá thì ảo tưởng về việc dùng từ ảo tưởng thì có hơi nặng, nhưng tôi có thể nói rằng là họ nghĩ rằng là bây giờ nhà có vài sào đất thì bán đi một vài chục mét là đã ăn cả đời rồi, thì bây giờ chỉ cà phê chém gió và nói chuyện về đất đai, nói về những thứ cao siêu về về nghề bất động sản và cùng nhau tranh luận cũng như là nói về những cái câu chuyện rằng là làm giàu. Nên là sau này khi mà cái dòng tiền được rút đi, dòng tiền đầu cơ nó lẳng lặng, nó chốt lời, nó rút đi thì để lại cho cái kinh tế địa phương nhiều những vấn đề. Tất nhiên thì để là giải thích và để có thể thuyết phục được dân địa phương những cái câu chuyện đó, thì trong số rất rất nhiều những cái nơi mà có những câu chuyện nó cũng thành sự thật, tức là một số nơi được sự hỗ trợ của chính phủ, của cơ quan gọi là địa phương trong cái tác động phát triển thì nó cũng thành sự thật ở một số nơi, và từ đó nó là cái lý thuyết, là cái mồi ngon để nhử các cái nhà đầu tư đến với những cái vùng đất mà cái dự án được vẽ ra thì chưa biết khi nào mới thành hiện thực. Và cũng là những cái hồi chuông nhắc nhở anh chị và các bạn khi nghe truyền thông về việc sắp có đường cao tốc Bắc Nam, rồi về việc sắp có đường sắt nối Hồ Chí Minh với lại miền Tây, rồi những cái dự án gọi là siêu to khổng lồ sắp diễn ra. Tôi nhắc lại chị và các bạn là có rất nhiều trong số đó sẽ rất lâu có thể sẽ thành hiện thực, nhưng là bao lâu và khi nào là một câu chuyện, là một bài toán còn phải được đặt lên bàn cân cũng như là lên cái bàn tranh luận của Quốc hội trong nhiều khóa tiếp theo. Rất nhiều nhưng trong số đó thì có thể sẽ không thành hiện thực. Nên anh chị và các bạn thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong cái việc tính toán, đầu tư và nghe theo những cái lời xúi giục về cái việc mà không có khủng hoảng, tức là không có
không có cái việc và nhà đất hay thị trường bất động sản suy giảm đâu. Cái đó chỉ là vài thứ mà ông Thắng nói hoặc là một số cái kênh truyền thông nói thôi. Chúng tôi còn đang theo dõi rất kỹ thị trường bất động sản trong giai đoạn nửa đầu năm 2020 để có thể sớm đưa ra cái kết luận phù hợp nhất về thị trường và cũng có thể dự đoán thêm về cái việc mà thị trường bất động sản liệu có những cái đổ vỡ mang tính hệ thống dây chuyền trong thời gian tới hay không, giúp ích cho anh chị và các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like cho video nếu thấy hữu ích và chia sẻ video này. Đừng quên mua đặt hàng cái nón của Thắng ơi để ủng hộ và cũng như là một phần góp những cái viên gạch cho cái cộng đồng Thắng ơi TV. Nhóm làm nội dung của Thắng ơi trong thời gian sắp tới sẽ nhiều cái động lực hơn, làm ra nhiều cái gọi là nội dung hay hơn, hấp dẫn hơn và hữu ích hơn tới anh chị và các bạn. Mỗi một viên gạch đặt đặt nón của anh chị và các bạn góp thêm vào cái quỹ gọi là xây dựng nội dung của chúng tôi 10.000 đồng để thúc đẩy các bạn cộng tác viên làm tốt hơn cái công việc xây dựng cái nội dung tốt và tích cực hơn trong thời gian tới. Thân chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn. Yêu anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.